mình cùng bay, phát sóng lúc 20 giờ thứ tư, thứ năm, thứ sáu hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng VN. Xin chào, đây là Yi Xie. Tôi yêu cầu chiêu Miao Lý. Không được. Phải thôi. Được rồi, được rồi. Dừng xe. Ngày mai sẽ qua men đánh chơi ba. Qua chuyện chưa sao chú sáng chú khoai là. Nữ chưa hảo, cơn chưa tha chơi. Thay cơ chưa thay, giao cơn chính tha. Thay cơ in kêu tại chỗ tiên cân chỉnh lão bản đẳng đờ. Chưa ăn chào cơn chỉnh cho cơn mẹ mẹ. Bị lưu sư lờ. Nam mô A Di Đà Phật. Cứu khổ cứu nạn cho em bé được sống lại. Phù hộ cho em bé của con được sống lại. Nam mô A Di Đà Phật. Bà khấn lẹ đi, đi về đi làm nữa. Bữa nay cuối tuần đông khách lắm đó. Đi đi. Đi ra đi. Bà nghỉ hoài đi, mốt người ta đuổi bà luôn đó. Nam mô. Không về đâu Phật bà ơi. Ở đây với Phật bà phù hộ cho em bé nha. Nam mô A Di Đà Phật. Con xin Phật bà phù hộ cho em bé. Em người Việt Nam hả? Dạ. Em cứu chị với. Đi về. Khoan khoan đã. Đằng sau có hai người đàn ông đang muốn truy sát chị. Giúp chị thoát ra khỏi chỗ này đi. Tính mạng của chị thì không sao, nhưng mà con của chị, đứa con trong bụng chị, nó tội nghiệp lắm. Cứu con của chị với hai người đàn ông đang truy sát. Có sao không? Như cái mà giúp chị với. Say Hi chính thức lên sóng vào tháng 6 năm 2024.